Xin chào quý vị và quý đồng hương đã trở lại với kênh. Trước tiên tôi xin cảm tạ ơn Chúa và tất cả anh em trong nước cũng như ngoài nước. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ nói bằng tiếng Việt để rõ ràng hơn. Những tâm tư nguyện vọng và tất cả mọi việc trong quá khứ và hiện tại tương lai. Cho nên, vì công lý lẽ phải và nhân quyền trên thế giới đã chấp nhận và công nhận bất cứ dân tộc nào, người bản xứ nào phải có được hưởng quy chế vì công lý lẽ phải, mưu cầu hạnh phúc và sự sống trong hoàn cảnh của mỗi dân tộc, của mỗi gia đình, của mỗi đất nước. Cho nên hôm nay tôi lên cây này, tức là nguồn sông núi rừng cao nguyên. Trong tiếng Việt của mình là tiếng Việt Nam, là người tiếng phổ thông. Cho đến ngày hôm nay tôi mới nói thật đại khái, lẽ phải, công lý và nhân quyền. Vì sao? Trong bao nhiêu năm qua cho đến ngày hôm nay tôi rời khỏi đất nước bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam độc đảng, độc tài, tức là tước đoạt quyền sống, quyền ở, quyền đi lại của mỗi công dân. Thậm chí và tất cả hội thánh, thậm chí đại loại là các đất đai, những con người để quyền sống mưu sinh vì xã hội cho đến ngày hôm nay chẳng còn. Hỡi người Bana thân yêu của tôi, tức là người nguồn sông núi rừng, nguồn gốc của người Bana hùng vĩ tại tỉnh Gia Lai, Pleiku. Hiện tại bây giờ tiếng Việt Nam nói là Gia Lai, còn ngày xưa nói là Chrai. Bởi vì hiện tại bây giờ thì Việt Nam luôn luôn sáng lọc để xóa đi tên nguồn gốc của chúng tôi. Các nguồn sông núi rừng, sông suối và tất cả những danh từ riêng của người bản xứ của chúng tôi vẫn còn. Như chẳng hạn tôi đã nói trước đây và cho đến ngày hôm nay, chẳng hạn các ông nói là Hồ Tế Nưng, còn chúng tôi nói là Đạt Tà Nguyên. Còn chúng tôi nói Đạt Kring, còn các ông nói là Hồ Đức An. Còn chúng tôi nói là Côn Pe, là các ông nói là Vì Nguồn. Cho đến bây giờ tôi đã đếm ra các cái thành phần, cái bộ máy của chính phủ, từ trung ương cho đến địa phương, nói là tôi xuyên tạc, tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì tôi cảm thấy cái Đảng Cộng sản Việt Nam, cho dù các ông nói lừa dần thì có thể là được, còn lừa tôi thì không bao giờ được. Các ông nói là điện đường trường trạng và tất cả mọi mặt xử lý vì cái mà mặt bằng, cái các dự án, cái các cái khu, chẳng hạn những cái núi bây giờ á, tôi nói cho các ông biết, thậm chí những ai đã làm con chó săn của Đảng Cộng sản bây giờ, hãy tỉnh ngộ đi. Mình chỉ làm chó ăn cơm nguội, cho đến khi nào mà mình đi săn bắt hết con thỏ, rồi lại con nai, heo rừng và tất cả, thì sau đó chính cả ông chủ cũng ăn luôn cả thịt chó. Cái người Bana của mình bây giờ cũng là vậy thôi. Mình cứ chấp hành nhiệm vụ của đảng đã giao phó mà hành hạ chính gia đình của mình, chính con chó của mình. Chẳng hạn như họ có so, cũng là hành hạ khi họ có so. Họ ra lan cũng là hành hạ họ ra lan mà thôi. Họ có bá cũng là hành hạ họ có bá mà thôi. Còn nguyên vẹn của người Việt Kinh,
chứ là vẫn nguyên vẹn của họ thôi. Họ cứ cười, mà tôi nói ra cái bằng thành lời tiếng Việt. Người ta nói là tôi nghèo, tôi ngu, không biết nhục. Vì sao tôi biết nhục? Vì sao tôi biết sầu hổ? Vì tôi là người bản xứ, tôi không biết sầu hổ, tôi không biết nhục. Vì tôi là người chủ nhà, tôi không biết nhục. Bởi vì các ông đã cướp của tôi. Chẳng hạn rừng già động vật quý hiếm ông cũng đã cướp hết rồi. Nếu tôi có thể đem ra cái bằng chứng từng chi tiết, cái cách, cái nguồn gốc, cái cách đốt, thì trong hiền pháp thì không bao giờ mà các ông có thể chấp nhận. Nhưng các ông không chấp nhận cái việc đó, nhưng Liên Hiệp Quốc sẽ công nhận cái người bản xứ. Tôi chỉ đấu tranh bảo tồn. Vì sao tôi nói là đấu tranh bảo tồn? Vì ngôn ngữ của chúng tôi đã sắp thoái hóa xóa sổ rồi. Cho nên bây giờ tôi nói để tiếng Bà Na nguồn gốc của tôi vẫn còn. Các hội thánh hãy hạ xuống tiếng Việt và đưa ra cái tiếng Bà Na. Hay là các cái nhà trường cũng đã đưa ra cái tên bằng rốn của người Bà Na. Chẳng hạn như công ty hay là các cái bệnh viện cũng là bằng tiếng Bà Na. Cho dù các ông lanh lỏi cho tốt đi chăng nữa, thì các ông coi chúng tôi là rốt như bò, như giò hèo, mèo, chó rừng này nọ. Không thể chấp nhận được mà các ông tự xóa đi cái ngôn ngữ và chữ của chúng tôi. Không bao giờ chấp nhận. Chính bên Liên Hiệp Quốc, UNESCO công nhận công chiêng Tây Nguyên đó là văn hóa phi vật thể. Không phải là chỉ là văn hóa công chiêng mà thôi. Chúng tôi cũng phải là có văn hóa chữ. Đừng nên các ông nói là chúng tôi có cái văn hóa công chiêng mà xóa đi chữ của người bản xứ nguồn gốc của chúng tôi. Không bao giờ chấp nhận được. Vì sao tôi lên tiếng? Vì sao tôi biểu tình? Vì sao tôi lấy trưng cầu ý dân để thay đổi cái bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam? Trong bao nhiêu năm qua, từ thời ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 cho đến ngày hôm nay thì cũng sắp xỉ 50 năm. Trong nước của mình đã thay đổi cái gì chưa? Thì không bao giờ. Tham nhũng lan tràn, các cấp chức vụ từ cấp trên trung ương và cho đến các tỉnh địa phương, các thôn cũng đều làm tham nhũng lan tràn. Ăn không biết no, uống không biết đầy, làm sao mà mình có thể chấp nhận được? Đó là kẻ nghiện. Còn những vấn đề cái kinh thánh và bây giờ các tiếng của người Ba Na của tôi, tại sao lại xuất bản từ Hà Nội mà ra? Việc cái đó tôi không bao giờ chấp nhận. Chẳng lẽ bên nước Mỹ hay là nước Pháp hay là bên nước lân cận khác không có máy hay sao mà tất cả kinh thánh bây giờ tiếng Ba Na cũng là xuất bản từ Hà Nội, còn tiếng Mân Âu cũng là xuất bản từ Hà Nội, tiếng Trai cũng là xuất bản từ Hà Nội, và các cái kinh thánh hiện tại bây giờ kể cả tiếng Việt cũng là xuất bản từ Hà Nội? Vì sao tôi lên tiếng? Bởi vì đã theo khuôn khổ pháp luật của nhà nước, theo về điều 4, tôi không bao giờ chấp nhận. Vì sao tôi nói rằng chỉ trong kinh thánh và đạo Tin Lành, tin tức là vì đức tin, lành là chữa lành, vì cái cứu rỗi của Chúa Giêsu không phải là cứu rỗi của Hồ Chí Minh được cứu rỗi. Cho dù mình chiến tranh hay là đấu tranh gì đó, cái thời chiến đến thời bình, mình muốn vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, và không có gì quý hơn độc lập tự do hạnh phúc. Đó là cái cốt lõi của nhân dân từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay,
không phải là chỉ bây giờ. Vì sao các ông đã cướp hết đi? Vì sao các ông đã lới mà làm nhục chúng tôi mức độ trắng trợn, không bao giờ chấp nhận được. Kể cả lời ăn tiếng nói, thổ tục các ông vẫn thủ tục và cười nhạo, khinh bỉ. Cho đến ngày hôm nay tôi mới nói bằng tiếng Việt. Cho dù tôi không lên lỗi giỏi tốt như các ông được, nhưng tôi có thể là kêu được tiếng, có thể là người kinh hiểu được tiếng Việt. Nếu mà tôi nói không chuẩn cho lắm, có thể là cũng người kinh có thể là hiểu được người kinh người Việt của các ông. Còn nếu mà tôi nói bằng tiếng Việt như thế này mà các ông nói là không hiểu được tiếng Việt, thì các ông là nói bằng tiếng gì? Chẳng lẽ là tiếng súc vật à? Bây giờ tôi nói cho biết, vì sao các ông làm luật giao thông bây giờ cũng cướp xe tới tận nhà của địa phương? Vì sao? Đó là tôi nói là bọn cướp. Cái bền giao thông bây giờ cũng là tới nhà để cướp. Rồi lại rừng để phát ruộng rãi, rồi lại kim lâm cũng là trở thành bọn cướp. Bây giờ tức là lâm tạc, bây giờ tức là bốn cướp rồi. Còn tất cả ruộng rẻ của chúng tôi các ông cũng đã cướp hết, cho đến nỗi giấy mời của chúng tôi các ông cứ mời đến xã, đến địa phương, rồi đến huyện, đến tỉnh, mà giấy mời làm việc mà các ông cũng cướp đi. Thậm chí mà kể cả giấy giá trại của chúng tôi mà các ông cũng đã cướp đi. Làm sao tôi có thể chấp nhận được cái việc đó? Cho nên tôi phải mới lên tiếng. Tôi đã từng biểu tình ngày 2 tháng 2 năm 2001 cho đến ngày 10 tháng 3 năm 2001 tại làng Lao, xã Nhân Hòa. Chứ C ngày xưa cũng là thuộc tỉnh Gia Lai. Tôi cảm thấy cái sự công bằng không còn nữa, sắp thoái hóa xóa sổ cái người bản xứ của chúng tôi, cho nên tôi phải cháy trốn vào rừng tiếp tục hoạt động để đấu tranh cho bằng được. Cho nên anh em của tôi cũng có năm 2001 cũng có sang bên Mỹ, cũng có sang bên Pháp. Các nước lân cận cũng vẫn còn có người nhớ lại quê nhà, có người đã quên đi, nhưng tôi không chấp cái việc đó. Cho đến năm 2004 cũng là vậy. Ngày 10 tháng 4 năm 2004, tôi chủ trì biểu tình đòi lại vì cái sự công bằng, đòi lại trao trả đất đai, trao trả tù nhân, các mục sư truyền đạo của người bản xứ của chúng tôi, người cộng sản Việt Nam đã bắt nhốt đi cho đến ngày hôm nay cũng là chưa ra hết. Như tôi đã nói, như ông Nó, rồi ông Xích, rồi là ông Dứ, ông Linh, rồi là ông Nhi cũng là đã bị bắt. Thậm chí cả ông Dương, tức là ông Vôn cũng đã chết rồi. Đó là cái trọng huyện Đắc Đoa của người Ba Na. Thậm chí kể cả ông Giái ở huyện Mang Giang cũng đã chết, ông Biết cũng đã chết. Mức độ đó làm sao mà tôi có thể là tuyên truyền xuyên tạc được? Đó là sự thật nhấn chừng sống vẫn còn hiện tại bây giờ. Cho nên tôi trước đây tôi mới nói, cho dù xương tôi rã rác, xác tôi trôi đi, tôi vẫn còn tồn tại và lên tiếng. Tôi sẽ bám cộng sản đến cùng. Khi nào đất nước Việt Nam không còn cộng sản nữa, thì lúc đó mình có thể nói là công bằng được, hòa bình được. Hỡi người anh em, hỡi người bạn bè đồng hương, trong nước cùng như ngoài nước, tôi mong ủng hộ Channel Bernard Tukronil, tức là cái người bản xứ, cái nguồn gốc từ trước đến bây giờ, cái thời ông Vu Ban An và đến cái ông Kim và ông Sao Giò, đến cái ông Mô và ông
bảo đại cho đến cái ngùa đình diệm cũng có cái trong đó, thì là có ông Rin, ông Pol Nir, ông Pol Dư, cũng là có ông Bloy, thậm chí người bà na của chúng tôi. Tôi không đến nỗi mà nói đến cái ông anh hùng Núp, bởi vì anh hùng Núp ngày đó là ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông cứ tưởng, nhớ lại cái thời đấu tranh, nhớ lại cái thời đấu đá, bắn ná, bắn súng, mà cuối cùng người Việt Nam bỏ rơi. Trước khi ông anh hùng Núp chết, tôi có gặp ở bên bên viện tỉnh. Lúc đó là vào ngày 18 tháng 9 năm 2000, xin lỗi, năm 1996, tôi có gặp ông Núp. Nhưng sau đó 4 năm tôi có đấu tranh cho vì công lý lẽ phải. Nhưng cuối cùng năm 1999, ông Núp lại chết đi, bỏ nhà ra đi theo nguồn của ông ba tổ tiên, tội nghiệp ông anh hùng Núp. Mà cho đến ngày hôm nay thì bên làng ông hùng Núp thì đâu có gì đâu, chỉ là có nghe tiếng, nghe tên thôi. Còn mập méo béo to là người Kinh, người Việt. Còn nghèo rách mùng tươi là người bản xứ, người bản nam của tôi. Không bao giờ chấp nhận được. Vì sao tôi nói việc đó? Vì công lý lại phải. Các ông có máy bay, các ông có quần áo sạch sẽ và có được xe tăng, xe hơi và nhà lau cửa rộng. Cho đến ngày hôm nay mà dân của tôi rải rác bỏ nhà ra đi, không còn cái gì nữa. Vì sao? Các ông nói là chạy trốn, vượt biên nè nọ và lưu vong. Vì sao? Nếu các ông đã tốt, không bao giờ bỏ nhà ra đi. Cuối cùng các ông đã liếm hết. Bởi vì tôi cảm thấy cái tính cách của các ông búa và liềm, ai đã nâng một tí thì lấy cái búa mà đập, ai đã mọc một tí lấy cái liềm mà cắt. Cho nên cái việc đó, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam độc đảng độc tài, không bao giờ phát triển được cái tâm tư nguyện vọng của người dân được, và luôn lạc hậu. Cho đến ngày hôm nay, các nước lân cận phát triển tiến bộ rất là cao. Chẳng hạn ở bên nước Thái bây giờ thì tất cả cái máy móc, rồi lại điện đường, trường trạm, các cái đường cao tốc này nọ, các kiểu cũng vẫn còn rất là phát triển. Các tàu ngầm, các cái xe, tức là tàu lửa, ngày xưa nói là tàu lửa, bây giờ là không còn nữa, bởi vì là bây giờ người ta xài bằng điện, tàu điện ngầm. Tất cả mọi việc thì người ta rất là phát triển. Còn nước Việt Nam của mình là cái gì? Luôn luôn tham nhũng, hút máu ăn của dân, liếm thịt, xương máu, mỡ của dân, làm sao phát triển được? Còn người ta thì lại cắt kia loại xe. Tôi đã từng đi tham quan các tỉnh ở bên Thái. Xe người ta rất là chấp nhận, kia nào là xe Honda thì người ta
chế tạo và các cái xe chế người ta vẫn còn dùng bình thường. Còn cảnh sát giao thông của người ta rất là ủng hộ cái việc đó, bởi vì là để lại cái người dân để mưu sinh, để phát triển. Cho nên tôi đến nước Campuchia, tôi cũng học hỏi cái bên luật ở Campuchia. Tôi đến nước Thái, mình học về luật nước Thái. Còn tôi cũng kèm theo với học cái luật nhân quyền quốc tế, và tôi tìm tòi và cái sơ lược các cái sách, rồi lại các cái luật chuyên chương. Còn Việt Nam của mình nói là ô bây giờ thì lại hiến pháp năm 2013 đã xong xuôi vì tự do tôn giáo này nọ và các kiểu, mà cuối cùng việc đó tôi không bao giờ chấp nhận được, vì các cái hội thánh bây giờ thì là không còn tự chủ được nữa, đều là bành trướng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trở thành mục sư bây giờ thì là mục sư bổ nhiệm, để người điên người say lãnh đạo, tức là lái cái những cái mục sư bây giờ, sai các mục sư bây giờ. Làm sao mà mình lấy cái người say người điên làm thầy của mục sư bây giờ, thì không bao giờ chấp nhận được cái việc đó. Hỡi người anh em trong nước và ngoài nước, bạn bè quốc tế, các anh chị, ông bà, cô chú bác dượng, cho đến ngày hôm nay tôi xin phép nói bằng lời tiếng Việt, tức là tiếng phổ thông. Cho dù tôi nói không chuẩn đi chăng nữa, chẳng hạn tôi viết chữ xấu dấu sai bay, phổ thông không đúng chữ, tôi không phải là người lãnh đạo giỏi tốt, tôi đấu tranh cho lẽ phải và công lý mà thôi. Đó là sự thật. Vì sao? Trong bao nhiêu thế kỷ, bây giờ đã hết thế kỷ 20, 21, mình phải tiếp tục sống cái trong vào cái thế kỷ mới, tức là hôm nay là tới 22 năm từ năm 1, tức là 2001, mình thường nói là 2001 cho đến năm 2022. Cho chuẩn mình chỉ sống năm mới bây giờ thì tức là 22 năm nay thôi. Hỡi người bản xứ của tôi yêu thương, người Banarit nguồn gốc cao nguyên núi rừng yêu thương của tôi luôn luôn nhớ quê hương của tôi, bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam độc đảng độc tài đã cướp cướp kể cả thân thể rể chính. Ngày xưa thì răng của chúng tôi đang mọc mà cắt đi, tai chúng tôi đang suy nghĩ thấu đáo mà cuối cùng đút đi bằng được lỗ, thành lỗ, mà con cái của chúng tôi đang phát triển mà kế hoạch hóa gia đình, cắt hết, uống thuốc tránh thai này nọ và các kiểu, rừng già động vật quý hiếm, nhổ tận gốc, trọc tận rễ mà bây giờ đã quét sạch. Rừng già động vật quý hiếm không còn, đá vô chích Đắk Nông Tây Nguyên không còn, các kia kho vàng bạc cũng không còn, các kia đá quý cấy quý cũng không còn. Tôi xin cảm ơn tất cả đồng hương của tôi đã lắng nghe và đón xem trở lại với kênh Diga Banatukrangnew, tức là kênh nguồn sông núi rừng cao nguyên. Tôi xin chân thành cảm ơn. Trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhiều thêm hơn nữa. Nếu quý vị cảm thấy hay, mong quý vị ủng hộ, thích, và nếu cái chỗ nào chưa được chuẩn, mong quý vị bình luận. Nếu cái chỗ nào mà có thể xem tạm được, mong quý vị chia sẻ và đăng ký. Xin chân thành cảm ơn Chúa ở cùng quý vị. Trong tương lai dồi dào sức khỏe, tiếp nối cuộc sống mới. Xin chào tạm biệt. Amen.